Hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc trong lĩnh vực kết nối biên giới và giáo dục. Cuộc gặp diễn ra sáng 16 tháng 9, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Ninh dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CASPO và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN, CABIS lần thứ 20, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng giữa Quảng Tây và các tỉnh Việt Nam, bao gồm việc tăng cường kết nối hạ tầng đường bộ và đường sắt, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư và mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa và văn nghệ. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Quảng Tây và Lạng Sơn đã khởi động việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh hữu nghị quan, tin tưởng rằng mô hình này sẽ nâng cao hiệu suất thông quan và thúc đẩy thương mại giữa hai bên. Để đảm bảo hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện tốt 3 văn kiện quản lý biên giới, triển khai hợp tác trong việc phòng chống tội phạm xuyên biên giới và tăng cường giao lưu giữa lực lượng biên phòng và công an khu vực biên giới. Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh đồng tình với Thủ tướng về việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo. Địa phương này đã cam kết tăng cường các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam và đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa nghệ thuật và ngành công nghiệp số hóa để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và chuyển đổi số. Hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc trong lĩnh vực kết nối biên giới và giáo dục. Cuộc gặp diễn ra sáng 16 tháng 9, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Ninh dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CASPO và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN, CABIS lần thứ 20, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng giữa Quảng Tây và các tỉnh Việt Nam, bao gồm việc tăng cường kết nối hạ tầng đường bộ và đường sắt, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư và mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa và văn nghệ. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Quảng Tây và Lạng Sơn đã khởi động việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh hữu nghị quan, tin tưởng rằng mô hình này sẽ nâng cao hiệu suất thông quan và thúc đẩy thương mại giữa hai bên. Để đảm bảo hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện tốt 3 văn kiện quản lý biên giới, triển khai hợp tác trong việc phòng chống tội phạm xuyên biên giới và tăng cường giao lưu giữa lực lượng biên phòng và công an khu vực biên giới. Bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh đồng tình với Thủ tướng về việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo. Địa phương này đã cam kết tăng cường các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam và đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa nghệ thuật và ngành công nghiệp số hóa để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và chuyển đổi số.